Bác thấy sao bác? Tốt, âm thanh ok, được. Dạ. Cảm ơn người Hiếu Minh rất là nhiệt tình. Dạ. Nam Nguyên cũng phục vụ vui vẻ. Dạ. Hứa hẹn một thời gian ngắn nhất mình sẽ lắp bên Hiếu Minh thêm vài bộ nữa. Giới thiệu anh em họ hàng thì lắp thêm một ít đồ nữa. Dạ, em cảm ơn. Mình cũng mua đồ của Hiếu Minh cũng nhiều món rồi. Mua lẻ lẻ chứ chưa mua nguyên vàng. Dạ. Hôm nay là chỉ nâng cấp cùng ban số thôi. Dạ. Còn mấy đồ kia thì mình đã xem nó hồi trước rồi. Dạ. Em cảm ơn bác. Dạ, em cảm ơn bác nhiều ạ. Hôm nay em nâng cấp cho bác ở Bình Chánh một con S800 Plus. Ở đây không gian nhà bác rất là thoáng, hai loa full, hai loa trả lời và hai con súp. Được không? Nhà rất là thoáng à. Đây, bác đổ hẳn một cái bàn chơi karaoke tại nhà. Được không? Mời các bác chờ xem chất âm sau khi kết thúc nó sẽ như thế nào nhé. Bác chủ nhà rất dễ thương. Oh,
Thấy sao bác? Tốt, âm thanh ok, được. Dạ. Cảm ơn người Hiếu Minh rất là nhiệt tình. Dạ. Nam Nguyên cũng phục vụ vui vẻ. Dạ. Hứa hẹn một thời gian ngắn nhất mình sẽ lắp bên Hiếu Minh thêm vài bộ nữa. Giới thiệu anh em họ hàng thì lắp thêm một ít đồ nữa. Dạ, em cảm ơn. Mình cũng mua đồ của Hiếu Minh cũng nhiều món rồi. Dạ. Lẽ lẽ cho chưa mua nguyên vàng. Dạ. Hôm nay là 9 năm tắt cùng ban số rồi. Dạ. Còn mấy đồ kia thì mình đã xem nó hồi trước rồi. Dạ. Em cảm ơn bác. Dạ, em cảm ơn bác nhiều ạ.